chào mọi người, mình là Thảo. Mình là cựu sinh viên của trường Toronto Film School. Gia đình Thảo đều là làm phim, ba Thảo là một giám đốc hình ảnh, cho nên là từ nhỏ Thảo đã được tham gia rất là nhiều vào cái môi trường phim điện ảnh. Thì đó là lý do mà Thảo cảm thấy rất là tự tin khi mà đăng ký tham gia trường Toronto Film School khóa producer. Từ lúc mà mình tốt nghiệp thì mình bắt đầu làm việc cho một công ty sản xuất phim ở Việt Nam, và cho tới thời điểm này mình đã là sản xuất chính của ba bộ phim điện ảnh. Thảo làm việc cho công ty HK Film tại thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những công ty sản xuất phim lớn nhất Việt Nam. Và cả ba bộ phim mà Thảo đã sản xuất đều được chiếu tại tất cả các rạp trên toàn quốc và đạt được những cái thành công nhất định. Và Thảo cảm thấy rất là vui về điều đó. Bộ phim Dạ Cổ Hoài Lang là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Thảo sản xuất. Thì bộ phim quay một nửa ở Toronto và một nửa ở Sài Gòn. Thì cái phần ở Toronto, cái đợt quay đầu tiên mình bị có một cái vấn đề nhỏ là không có đủ tuyết, cho nên là phải quay lại để có những cái tuyết nó đẹp hơn. Thì cái lần thứ hai quay rất là thành công. Và sau khi ghép với cái phần quay ở Việt Nam thì mình có một bộ phim rất là đẹp và rất là hoàn thiện. Girls High là bộ phim thứ hai mà Thảo sản xuất, là một tác phẩm của Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan. Thì Thảo là chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất ở phía Việt Nam. Tất cả mọi người đều có những cái cách làm việc rất là khác nhau, bởi vì họ từ ba nước khác nhau. Thì công việc của mình là tổ chức ở Việt Nam và giúp cho tất cả mọi người cùng làm việc theo một cái hướng nhất định và đưa ra một cái sản phẩm tốt nhất. Anh Thầy Ngôi Sao là bộ phim gần nhất mà Thảo đã sản xuất. Thì bộ phim đã ra rạp vào tháng 8 năm 2019. Bộ phim được quay trên một hòn đảo là đảo Phú Quý, cách đất liền khoảng 6 tiếng đi tàu chậm. Thì mình phải đem nguyên một cái đoàn ra đảo quay và ở đó gần một tháng. Ở ngoài đảo rất là thiếu thốn, cho nên là mình phải rất là sáng tạo trong việc tìm kiếm những cái mà mình cần để đưa vào phim. Và cái quá trình lên kế hoạch cũng khó khăn hơn bình thường, bởi vì là nó quá xa. Thì hiện tại phim đang được chiếu trên Netflix. Việt Nam là một trong những cái đơn vị mà là một trong những kênh phát hành rất là lớn. Và Thảo cảm thấy rất là vui về điều đó. Từ nhỏ là Thảo đã cảm thấy Thảo rất là giỏi trong cái việc sắp xếp hay là lên lịch làm việc, tất cả mọi thứ. Và khi là mình là một nhà sản xuất thì đôi khi mình cũng có thể đóng góp ý kiến cho những cái về mặt sáng tạo. Thì Thảo cảm thấy công việc sản xuất là công việc tốt nhất cho Thảo trong cái ngành phim này.